Thưa quý vị, trong chương mục chính luận trên TTV hôm nay, anh chị kính mời quý vị theo dõi hai bài chính luận của tác giả Trần Trung Đạo. Bài đầu tiên có tựa đề 10 lý do người Việt chống Trung Cộng. Sau cơn hờn giận Hải Dương 981 tạm thời dịu xuống, Tập Cận Bình vào đầu tháng 4 năm 2015 đã dành cho Nguyễn Phú Trọng một buổi tiếp đón trịnh trọng ngoài sự tưởng tượng của Y, mặc dù trước đó họ Tập đã từ chối tiếp Y Đáp lại ơn mưa móc, tháng 5 năm 2015, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiếp đón Tập Cận Bình bằng những nghi lễ vô cùng trịnh trọng. Dù trên con đường biên giới, hài cốt của hàng vạn thanh niên Việt Nam vẫn còn rơi rớt và trong vùng biển Việt Nam, máu ngư dân vẫn ngày đêm đổ xuống trong tức tưởi âm thầm. Nhưng đó là chuyện giữa hai đảng Cộng sản, không liên hệ gì đến dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam dứt khoát chống Trung Cộng. Rất nhiều lý do, người viết chỉ tóm tắt 10 lý do tiêu biểu. Lý do thứ nhất, truyền bá tư tưởng cộng sản độc hại sang việt nam mặc dù máu của hàng vạn đồng bào việt nam đổ xuống trong cuộc chiến tranh chống pháp phát xuất từ lòng yêu nước chân thành và trong sáng cuộc chiến gọi là chống pháp giành độc lập do cộng sản việt nam phát động về mặt chiến lược lấy nông thôn bao vây thành thể và chiến thuật biển người đều hoàn toàn là do trung cộng quyết định. Cộng sản Việt Nam chỉ biết thừa hành và để rồi sau khi chiếm được một nửa nước, tư tưởng cộng sản và đường lối độc tài toàn trị giá mang của Mao Trạch Đông được áp dụng một cách triệt để tại miền Bắc, cụ thể nhất là qua các cuộc cải cách ruộng đất giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội. Câu nói của Mao Nhiệm vụ trung tâm và hình thức cao nhất của cách mạng là nắm lấy quyền lực thông qua đấu tranh võ trang và giải quyết vấn đề bằng chiến tranh là tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi vạch định đường lối suốt hai cuộc chiến. Chiến tranh là phương tiện để đạt đến quyền lực chứ không phải là để giải phóng dân tộc như cái bộ máy tuyên truyền của Đảng vẫn rêu ra. Cái lý do thứ hai, liên đới chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 3 triệu người Việt Nam. Cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng phải liên đới chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 3 triệu người Việt Nam trên cả hai miền trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975 dưới cái chiều bài chống Mỹ cứu nước. Cuộc chiến này thực chất chỉ nhằm bành trướng chủ nghĩa Cộng sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam và mở rộng vùng an toàn biên giới phía Nam của Trung Cộng như chính Mao đã thừa nhận. Dưới mắt Mao Trạch Đông và các lãnh đạo Trung Quốc sau y nữa, vị trí của Việt Nam không khác gì là vị trí của Bắc Triều Tiên và Đài Loan. Các lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ là những con cờ trong cuộc chạy đua của Trung Cộng để giành ảnh hưởng trong phong trào cộng sản quốc tế với Liên Xô. Ngay cả các khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước, một thời là mệnh lệnh thiêu thân của hàng triệu thanh niên miền Bắc trước ngày 30 tháng 4 năm 75 cũng xuất phát từ Trung Cộng trong chiến tranh Triều Tiên. Bằng chứng là vào ngày 7 tháng 7 năm 1954, khi chưa có một người Mỹ nào đến Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tuyên bố Hiện nay, đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương. Cho nên, mọi việc của ta đều nhằm để chống đế quốc Mỹ. Câu nói đó chỉ lặp lại cái câu nói của Mao Trạch Đông nói về nước Mỹ mà thôi. Cái lý do thứ ba người Việt chống Trung Cộng đó là cướp Hoàng Sa và một phần trường Sa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, Trung Cộng đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có 75 sĩ quan và binh sĩ hy sinh, trong đó hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 có 63 người chết cả hạm trưởng Nguyễn Văn Thà. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Cộng đã bắn chìm 3 tàu giết chết 74 binh sĩ Việt Nam ở phía nam của bãi đá Gạc Mạc. Quốc vụ viện Trung cộng ngay sau đó đã hợp thức hóa hành động cướp đảo này khi phê chuẩn thành lập thành phố Tam Sa bao gồm các đảo vừa chiếm được trên biển Đông, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà chúng gọi là Tây Sa và Nam Sa. Cái lý do thứ tư khiến cho người Việt chống Trung cộng, đó là vì họ ủng hộ Pompot tàn sát dân Việt Nam Chính Mao Trạch Đông ngày 21 tháng 6 năm 1975 đã tuyên bố ủng hộ Pol Pot gây hấn với Việt Nam và sau đó đã viện trợ cho Pol Pot hàng trăm xe tăng, đại pháo và nhiều máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho các trận đánh lớn có thể xảy ra. Trong giai đoạn này, Trung Cộng là đồng minh duy nhất của Khmer Đỏ. Pol Pot chủ trương chỉ cần một người Campuchia giết được 30 người Việt, dân Campuchia sẽ tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các cuộc đột kích vào đảo Thổ Châu Phú Quốc nhiều địa phương thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh đốt phá lạng mạc, giết người, bắt cóc, bịt mắt, thả sông của Khmer Đỏ trong cái giai đoạn từ năm 1977-1978 phát xuất từ cái chủ trương này. Và cái lý do thứ năm đó là giết chết 30.000 thanh niên Việt Nam trong chiến tranh biên giới năm 1979. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình xua khoảng từ 300.000 đến 500.000 quân tùy theo nguồn ghi nhận, tấn công Việt Nam trong cuộc chiến gọi là chiến tranh biên giới Việt Trung. Kết quả là hơn 30.000 thanh niên Việt Nam đã bị giết trong hơn 3 tuần lễ chiến tranh xâm lược này. Trên đường rút lui, binh lính của Trung Cộng còn được lệnh là phải sang bằng các thị xã, thị trấn mà Trung Cộng chiếm được, dùng thuốc nổ phá sập từ công sở đến bưu điện, từ bệnh viện đến trường học, từ chợ búa đến cầu cống, Cuộc chiến tranh biên giới là để thanh toán nợ máu xương giữa hai đảng Cộng sản, không có dính dáng gì đến dân tộc Việt Nam cả, nhưng mà nhân dân Việt Nam đã và đang phải trả bằng máu từ bao nhiêu thế hệ, từ trước năm 1975 cho đến nay và chưa biết ngày nào mới trả hết nợ dùm cho đảng Cộng sản Việt Nam. Lý do thứ sáu Phát động chiến tranh soi mòn biên giới Việt Nam Dù sở hữu một lãnh thổ bao la, các thế hệ lãnh đạo Trung Cộng vẫn hèn hạ tiếp tục phát động chiến tranh soi mòn biên giới của Việt Nam. Hàng loạt các trận soi mòn biên giới đã xảy ra khi chiến tranh Việt Nam còn đang diễn ra trước năm 1975. Sau chiến tranh biên giới năm 79, Trung Cộng tiếp tục các trận chiến soi mòn như trận Cao Bằng năm 1980, trận Lạng Sơn và Hà Tuyên năm 1981, Vị Xuyên, Hà Tuyên năm 1984, Lão Sơn, Hà Giang năm 1984, Vị Xuyên một lần nữa vào năm 1985 và năm 1986. Riêng trận Lão Sơn ngày 26 tháng 4 năm 1984 thì theo lời kể của viên tư lệnh quân Trung Cộng mà người viết đã dịch từ cái cuốn China Defense vài năm sau đó, đã có 3.700 binh sĩ Việt Nam bị giết thân xác của họ thay vì được trao trả cho phía Việt Nam hay Trung Quốc thì đã bị phía Trung Cộng đốt cháy bằng xăng dọc chân núi Lão Sơn trong lãnh thổ Việt Nam. Trung Cộng có thể khoác lác tuyên truyền về cái con số và cái cách chết của tuổi trẻ Việt Nam, nhưng mà Lão Sơn rơi vào tay Trung Cộng là sự thật. Cái lý do thứ bảy đó là ngang nhiên vi phạm các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Pháp Quốc tế. Vào tháng 5 năm 2009, Trung Cộng trình lên Liên Hiệp Quốc bản đồ mới trong đó có đường lưỡi bò chín đoạn bao gồm 4 nhóm quần đảo bãi ngầm lớn trên biển với khoảng 80% diện tích mặt nước của Biển Đông, chỉ chưa lại khoảng 20% cho tất cả các nước còn lại. Việt Nam nếu mà căn cứ vào cái đường lưỡi bò của Trung Cộng thì chỉ có bờ mà không có còn biển dù lời tuyên bố không được quốc tế chấp nhận. Trung Cộng vẫn ngang nhiên tiến hành việc xây dựng các cái cơ sở không chỉ về mặt hành tránh y tế du lịch, mà cả phi đạo quân sự trong vùng biển của Việt Nam. Từ đầu năm 2015, Trung Cộng đã tiến hành xây dựng 5 đảo nhân tạo chung quanh quần đảo Trường Sa với mục đích là kiểm soát khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên hiện đang có 5 quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền, trong đó có Việt Nam. Thái độ và hành động bá quyền của Trung cộng vi phạm các quy định của công ước luật biển 1982 cũng như là luật pháp quốc tế về hàng hải. Và cái lý do thứ 8 mà người dân Việt phải chống Trung cộng đó là tàn sát người dân Việt Nam. Trung cộng thẳng tay tàn sát một cách dã man tầng lớp người dân Việt Nam vô tội trên những chiếc thuyền gỗ thô sơ và trong tay thì không một tất sắt. Những tên cướp biển nói tiếng quan thoại này trong 45 năm qua đã giết rất nhiều người dân vô tội. Trong thời kỳ Internet tương đối phổ biến, những tin tức như cái chết thảm thương của chính ngư dân Thanh Hóa còn được biết đến. Nhưng 30 năm trước đó thì không ai biết cả. Không có một kết toán nào tổng kết bao nhiêu ngư dân Việt Nam đã chết dưới tay của Hải quân Trung Cộng. Nỗi bất hạnh của ngư dân Việt Nam đã âm thầm hòa tan vào sự chịu đựng triền miên của dân tộc Việt Nam như máu của họ đã và đang hòa tan vào nước Biển Đông xanh thẳm. Cái lý do thứ 9 nuôi dưỡng tập đoàn lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Trung Cộng nuôi dưỡng một tập đoàn lãnh đạo độc tài cộng sản Việt Nam đang tâm rước voi về giày mã tổ. Lãnh đạo Trung Cộng hơn ai hết biết rất rõ tham vọng cố bám vào chiếc ghế quyền lực của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Làm gì thì làm, nói gì thì nói, lãnh đạo cộng sản Trung Quốc cũng hiểu hiện nay chỉ còn có năm đảng cầm quyền mang nhãn hiệu búa liềm nắm giữ cộng sản việt nam về mặt lý luận tư tưởng không chỉ để bảo vệ cơ chế mà còn tránh cái sự sụp đổ dây chuyền trong trường hợp mà cách mạng dân chủ tại việt nam diễn ra trước về phía cộng sản việt nam chủ trương hợp tác hỗ tương bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các quốc gia của lãnh đạo cộng sản việt nam nó phù hợp với cái ý muốn của trung cộng ngay cả các cường quốc Anh, Nhật, Pháp cũng không có chủ trương hợp tác bình đẳng, nói chi là những cái nước mang số phận nhược tiểu sân sau như là Việt Nam. Lãnh đạo các nước nhỏ sở dĩ vượt qua được những nhược điểm khách quan của đất nước họ là bởi vì họ biết cách vận dụng chính sách đối ngoại của các cường quốc để phục vụ cho sự phát triển của đất nước mình. Và cái lý do thứ 10 đó là thiếu tư cách và tính chính danh của một lãnh đạo quốc gia. Tập Cận Bình không có tư cách và chính danh của một lãnh đạo quốc gia vì nhân dân Trung Hoa không có bầu cho y làm lãnh đạo. Họ Tập cũng thiếu những nhận thức lịch sử tối thiểu để nhân dân Việt Nam có thể tha thứ và chào đón y. Các lãnh đạo Trung Cộng tận dụng bộ máy tuyên truyền để đưa biến cố tàn sát Nam Kinh thành một trong những cuộc thảm sát khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người sau khi thành phố này rơi vào tay Nhật trong chiến tranh Hoa Nhật lần thứ hai từ năm 1937 đến năm 1945. Từ năm 1950 đến năm 2010, lãnh đạo các chính phủ Nhật đã 52 lần xin lỗi về các lỗi lầm do quân đội Nhật gây ra, nhưng còn các lãnh đạo Trung cộng thì vẫn chưa có vừa ý. Nhật Bản chỉ chiếm đóng Trung Hoa có 9 năm thôi. Còn Trung Quốc nó chiếm đóng Việt Nam hàng trăm năm, thậm chí là còn lâu hơn như thế nữa. Các lãnh đạo Trung Cộng có bao giờ xin lỗi một cách chính thức dân tộc Việt Nam về bao nhiêu tội ác mà tổ tiên của Tập Cận Bình đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong suốt dòng lịch sử chưa? Với điều kiện địa lý chính trị như hiện nay, Việt Nam dù có tự do dân chủ vẫn phải đối đầu với các lãnh đạo Trung Cộng và vẫn phải gặp nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn là sẽ đối đầu trong cương vị một chính phủ hợp hiến. Chính danh của một nước có chủ quyền được quốc tế cảm tình, chứ không phải là cái đám lãnh đạo chỉ biết cúi đầu tuân phục thiên triều. Thiên triều nào? Thiên triều Trung cộng như hiện nay. Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của ngày mai, còn hôm nay nhân dân Việt Nam dứt khoát không có lý do gì để chào đón Tập Cận Bình hay bất cứ một lãnh tụ cộng sản Trung Quốc nào cả.